vui luôn à mẹ ơi <laughs> Úi Úi <da. cười> con trai của mẹ con trai kinh chơi vui không con hả dạ <laughs> ừ. con học sao rồi có chăm học không đương nhiên rồi Lâu đài ca không say hôm nay á Lúc chơi ngoài sân là lâu đài mạnh mẽ nhất lớp luôn đó mẹ Trời ơi, thật vậy sao <laughs> Mà nè Ha Jun ơi, nhân về nhà rồi rửa mặt đi con <laughs> Nếu như con mẹ thấy mặt của Hai Jun Thì mẹ sẽ gọi con là đại ca hả Đại ca của mèo sao Ai à, nói con vậy, vì muốn xuân hả Dạ không, là bà ở chân Nam Đông <laughs> Đúng rồi đó con Bây giờ mèo thấy mặt của Hai Jun Là mèo sẽ quy xuống gọi đại ca liền <laughs> Đi về thôi

chừng còn đau hả mẹ cổng con nha dạ không mẹ cổng sẽ bị mệt đó sau này khi con lớn lên con sẽ kiếm nhiều tiền rồi mua thiệt là nhiều xe cho mẹ để mẹ chở con đi thật không ôi trời ơi hạnh phúc quá đi con trai cưng của mẹ ôi trời ơi trời, ơi trời. <laughs> mẹ ơi con tắm xong rồi <laughs> ôi trời ơi chối quá sao đi. vậy mẹ <laughs> con trai của mẹ tắm xong nên rất đẹp trai chói mắt quá mẹ không nhìn được nè hmm. à chọn chút con đứng yên ha một hai ba nè được rồi rồi ngồi đi mời bé ngồi xuống mẹ ơi người ta hay sợ má cô hai vui lắm á mẹ dặn con cái gì bộ con quên rồi sao con là con của mẹ con nên xin đừng đụng tay ừ. vào <laughs> nhưng mà Lúc con nói với mấy gì như vậy Thì người ta lại Trời ơi mẹ của con Không xong à. rồi đây Nói vậy đó Mẹ không xong rồi hả Ơi đâu có Không có chuyện gì đâu Mấy người nói vậy là do người ta ghen tị đó con Vì người ta không có con trai giống như con Nên ghen tị À <laughs> Sao con không ăn con nghe bà ở chân đam đông nói là lúc nào cũng phải để cho người lớn ăn trước <laughs> bà ở chân đam đông cũng dạy con biết chuyện này sao? Dạ, vậy cho nên là con mời mẹ ăn cơm trước. Dạ, xin tuân lệnh đại ca. Uhm. Mẹ ăn trứng cuộn nè. Uhm. Mẹ ăn cơm rồi đó, bây giờ con cũng ăn đi. Uhm? Chúc mẹ ăn cơm ngon miệng. <laughs> mẹ ơi, con dễ thương có vậy hả? Ừ. Nhưng đây là bí mật giữa mẹ con mình thôi, nếu để dì Mung xuân biết được thì mẹ con mình bị la đó. Con biết chưa? <laughs> nè, nè 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 nè, mình ở tuốt ngoài kia cũng nghe được hết rồi đó nha. Nhìn hai người đi, hả? Mẹ con hai người á, đúng là mẹ nào con nấy mà. Giờ sao đây? Mẹ con hai người á yêu thương nhau quá trời luôn rồi. Hả? À, cậu về rồi hả? <laughs> Thằng bé này á nhìn coi cho kỹ một chút nha Con mà cứ sống như vậy á thì không ra đời được đâu Làm đàn ông á là phải khiêm tốn ha Một đứa con trai á dễ thương nè Đẹp trai lai láng như là con Mà lại còn biết khiêm tốn nữa Thì sau này mấy chị gái sẽ chết lên chết xuống đó con ơi Cậu hãy thôi đi Cậu cũng bị bệnh yêu hai vuông rồi đó <laughs> Thiệt hả Ôi trời ơi Bánh bao của chị ơi à. Là bà Trân Nam Nông kìa vì thiên thần bà cho nam đông ơi hỏi bà ăn cơm tối chưa bà ăn cơm tối chưa bà bà ăn cơm rồi bé ha vun của bà ăn cơm chưa vậy sao phải nhai đồ ăn thật kỹ đừng để bị đau bụng nha con ờ à, được rồi được rồi con nữa nha ơi <laughs> coi số của tôi kìa Hai thứ tóc rồi mà còn phải làm anh hùng, nữ anh hùng. Người ta nói làm cha mà không được gọi tiếng cha, tôi làm bà cũng đâu có được nhận cháu đâu. Ôi trời ơi. Bọn họ ngoan ngoãn đưa như vậy sao? Làm gì có, dù gì đây cũng là đồ thế chấp bên mình, bọn họ đâu thể làm gì được. Tài liệu không có vấn đề gì hết, nên họ phải tự bỏ thôi cực cho cậu rồi. Cậu ra ngoài đi. Bàn ăn tối chắc là có rồi đó. Ra ngoài uống ly rượu đi. Cảm ơn bà nhiều, phu nhân. Mẹ à, mẹ lại bàn giao nhà nữa hả? Lần này ở đâu vậy mẹ? Mẹ mở rộng trường cho con đi. Chị biết nói nhảm. À. Kết đã được mở khóa, Nhìn cái gì mà nhìn hả ừ, Với con mà cũng giấu nữa à Cuối cùng cũng cho con thôi <laughs> Ai nói với con vậy Cái gì là của con Toàn giỏi nói chuyện nhảm nhí Mẹ ơi mẹ Làm ơn giúp con lần này đi Con nói con tự tin với cái trường diễn xuất mẹ xây cho con lắm mà Đúng là quá đáng Anh mà đòi chắc mẹ cho từ lâu rồi Anh trai cô có bỏ tôi ra ngoài sinh con không Tôi không cần đứa con nói ghét tôi và bỏ nhà đi bạn chuột chuỗi nhỏ ngẩng cao cái cổ của mình lên khỏi mặt đất để coi thử Ông mặt trời đã nhô lên trời hay là chưa Và lúc đó bỗng nhiên xảy ra một chuyện rất kỳ lạ Ôi trời ơi, Ha Jun, con biết đọc chữ luôn hả? Im Ha Jun Dạ không, con không biết, nhưng mà con biết chuyện này Sau đó là chú, đất cái bịch Ôi trời, đây là gì vậy? Ai làm đất phân trên đầu tôi vậy? Có phải vậy không? <laughs> đúng rồi nhưng à, sao con đọc đúng hết chuyện này vậy ôi trời ơi thì chắc là thằng bé học thuộc nó rồi đoạn tiếp theo là gì hả bạn chuột chỗ nhỏ đã la lớn lên Ồ. nhưng mà mắt của chuột chỗ nhỏ không tốt nên bạn ấy không có tìm được gì hết đưa mình coi thử con đọc qua thử chữ này đi <cười> <cười> nè là cái khúc con vừa mới đọc hồi nãy đó vậy là con học thuộc hết cuốn này luôn rồi hả Ồ thiên tài nha Hai vua nhà mình đúng là thiên tài Ôi trời ơi con trai của mẹ Chắc mẹ phải nhanh dạy con học chữ mới được Ôi, Bọn trẻ giờ học hết rồi Có cậu là trễ thôi đó à, Hình như chú bận rồi Hai vua nè à? Hôm nay chú chưa gọi Gọi video Ồ, à, Là chú gọi kìa Chú ơi Ê, cháu của chú chưa chú thấy rồi. Mẹ coi có nên chỉ, có nên gọi không mẹ con đang làm gì đó vậy con đâu ôi được rồi bây giờ đi đánh răng đi rồi vui vô giường nghe mẹ hát vô ngủ ha ghen tị ghê nha jun chú cũng muốn được như con đó nhưng mà bây giờ chú còn nhiều việc phải làm lắm <laughs> ờ chị hả ờ ờ tụi mình gọi video một chút không được sao lâu rồi chưa được nhìn mặt chị đó. Ủa thiệt hả? Ha Jun học thuộc hết cuốn truyện tranh sao? Cho thằng bé này giỏi ghê ta. Nó thông minh y như tôi hồi nhỏ luôn đó. Ờ, <laughs> à, vậy thôi nha. Ờ à, chị ngủ ngon. Ừ. À ơi, làm em hết hồn à. Ai nhìn cũng biết hai người đang yêu mà. Em đã nói là không phải rồi mà. Suốt 6 năm liền tối nào hai người cũng gọi điện thoại video để nói chuyện rồi nhìn mặt nhau, vậy không phải là yêu đương thì là cái gì chứ? Dù cậu là tình nguyện viên giúp đỡ cho trại mồ côi, người ta nói cậu uh, tốt bụng, có lòng thương người. Nhưng mà anh thấy uh, cậu thiên vị một người mới đúng đó. Chỉ yêu thương điên cuồng duy nhất một cô gái anh thôi đi. Không phải Xong việc rồi Thu dọn thôi mọi người ơi Mọi người giấc giả rồi à, ơi, Mọi người giấc giả rồi Mọi giả rồi Mọi người giả rồi Alo dạ. Dạ. Nè, mọi thu dọn đi à, Dạ, tôi nghe à, đi Nè, nè hôm ừ. nay anh dứt giả cho tôi nha Sao? Bị thương có nặng lắm không? Ờ, tôi sao? Ờ, trước hết Dạ, tôi biết rồi Ờ, dạ Chuyện gì vậy? Ờ họ Nói là ngày mai Bắt đầu quay à. Chúc mừng cậu nha Được vô đội chính thức rồi Dù chưa tới mức được đề tên Dù là vậy Cũng vui lắm rồi Dù là đội A hay đội B Chỉ cần được quay những cảnh em viết ra thôi Đạo diễn bị tai nạn quay về Thì cậu cũng quay lại làm trợ lý mà ờ cũng đúng ha em chỉ là dự bị thôi ừ nhưng mà anh có cần phải nói chuyện đó vào ngay lúc này hay không <laughs> xin lỗi ơi <laughs> ờ, em không uống rượu đâu ngày mai em phải quay phim mà em phải chuẩn bị tinh thần nè lúc này mới cần uống rượu đó nghe uống ly nữa thôi à ờ ừ. cái thằng nhóc xấu tính mẹ cậu giờ mà còn sống á thì chắc lúc này bà vui lắm ha <laughs> Chắc là vậy ha Dù lúc đó mẹ bị bệnh nặng Nhưng mà khi bà coi phim Thì lại không thấy chút ốm yếu nào hết Nó giúp cho bà quên cơn đau Lúc đó em vui lắm Ngày nào cũng kiểm tra thử mấy cái chương trình Rồi lại nghĩ bụng 8 giờ tối nay chắc mẹ vui lắm Vậy nên giờ cậu mới ở đây còn gì? Anh biết nhiều chuyện của em quá đó nha Cán Chị in hi Không được không được Phải để cho chị ấy ngủ Để mai rồi gọi cảm ơn nhiều nha anh a à nhà mình quý giá như là mạng sống của mẹ vậy em phải hạnh phúc thay cho phòng của mẹ nha chị nhớ mẹ nên dạy đó hả chị đúng là ngốc <laughs> em là đứa con gái quý giá tới vậy chị đã chờ em lâu lắm rồi Cũng may là mẹ còn có con đó, Hayu. Ngày mẹ không còn gì hết, thì chúng con đã cứu sống mẹ. Con trai quý giá của mẹ, cảm ơn con. Ô trời ơi, đây là kiểu tốc nổi nhất dạo này đó Xin lỗi con nha Ha Dương về đi nha Bye bye Cậu đừng có về nữa <laughs> ôi, ôi, thiệt tình Làm sao bây giờ đây Dù tôi không có con mẹ ơi, Nhưng tôi biết mình phải cho cái bọn trẻ uống nước trái trái ép cho đầy nguyên à? chất Vì lúc nào đó tôi cũng sẽ trở thành một người mẹ Trời ơi, Ha Jun à trễ giờ rồi Không được coi tivi đâu con ơi Nè, hôm nay mình cứ giữ kiểu tóc này đi ha Trời ơi, không biết cậu ấy làm như vậy hồi nào nữa chứ Tóc con như bắp cải vậy à, à, Con chờ mẹ một chút Nè Một, hai, ba Được rồi <laughs> chào, con. Ừ, chào con Chào <laughs> con Nè, mà vô trong tôi đi ha Từ từ ngoan lắm, đừng có chạy <laughs> Vô trong thôi Con chào diện trưởng thưa <laughs> bà con mới tới Ừ, Im Hai <laughs> Là môn sinh làm hả Nhìn ghét môn trước <laughs> Con thấy sao Bà thấy dễ thương quá trời <laughs> Nè con à Chào tạm biệt mẹ con đi ha Mẹ ơi mẹ đi cẩn thận nha mẹ Tuân lệnh con trai Hôm nay chăm học nha con <cười> <cười> Dạ làm phiền diễn trưởng Được rồi chào con à, hơi dạ, Chào con đây vào đây cô tới rồi nè, à. dạ cô mới tới, cơm <laughs> hợp thịt heo, còn hầm canh thịt bò được không? dạ, cô vô nêm giùm con nha cô. canh thịt bò là món tủ của con mà nói gì vậy? dù gì thì cô cũng là chủ mà. nè nè, chủ cái gì mà chủ chứ, gọi cô gọi cô là được rồi. ở diện một coi mới gọi là cô, ở đây cô là chủ mà cô. <laughs> con chào cô. mới sáng sớm cô tới làm gì vậy? lấy cho tôi ba mươi phần cơm, một nửa bò một nửa heo nha. Ờ, tôi nhận đặt hàng của cậu rồi mà cộng thêm đơn này nữa <laughs> oh, oh, oh. thật sao ồ tôi muốn nhanh nói cho chị biết cho nên mới tới sớm nè <laughs> oh. oh. <laughs> <laughs> Lý gân ngu cậu giỏi thiệt nha chúc mừng cậu chắc là cậu vui lắm ha tôi muốn được nhận lời chúc của chị đầu tiên đó hôm nay tôi sẽ quay phim thật tốt ừ <laughs> cậu tối qua không ngủ được đúng không <laughs> rõ lắm hả oh nói thiệt tại tôi lo quá cho nên ngủ không được chút nào hết được rồi để cổ vũ tinh thần cho cậu tôi sẽ đặc biệt hào phóng hơn hôm nay tôi sẽ làm cho cậu cơm hộp giống của người nổi tiếng cơm hộp của người nổi tiếng ừ. vì sau này cậu sẽ trở thành đạo diễn nổi tiếng tôi sao Tôi thiệt là ừ. <cười> 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 mọi người đang bàn tán chuyện Lee gân gu được làm chính thức chính thức cái gì chứ cậu ta chỉ làm thai mấy ngày thôi dù vậy nhưng ở mức đó thì cũng tốt lắm tôi cũng từng giống cậu ta vậy dù vậy đi nữa thằng nhóc đó duyệt phim cũng tốt sau này tôi cũng muốn đưa cậu ta đi theo cậu không thấy như vậy hả cậu đừng có lo nó không giỏi như vậy đâu việc đem đoạn phim quay sẵn rồi cắt nối biên tập lại làm sao giống với phim do mình tự quay được <laughs> cũng đúng hồi đó làm trợ lý tụi mình cũng khoe khoang vậy mà <laughs> cửa đang đóng lại chờ tôi một chút cửa đang mở ra chúc mừng nha à, ờ dạ cảm ơn anh đừng có vui quá là quay cho tốt đi làm không tốt thì tôi sẽ cắt bỏ hết đó dạ tôi hiểu rồi tôi mới là đạo diễn vì có đội b là quay cho khớp với kịch bản của tôi Không phải hơ, Mắc mớ gì tới tôi chứ Tôi không có làm vậy Anh không tin tôi sao Tôi, tôi không có làm gì hết mà Tôi đã nói là tôi không có làm gì hết mà Cắt Quay lại cảnh này lần nữa đi Rồi máy chạy Bắt đầu Tôi tôi không có làm gì hết Đã nói là không có làm gì hết mà Cắt Quay lại đoạn thoại này thêm lần cuối đi. Rồi, mấy chạy. Bắt đầu. Đã nói là tôi không có làm rồi mà. Cắt. Đã nói là tôi không có làm vậy mà. Cắt. Quay lại đoạn này lần cuối. Rồi, mấy chạy. Bắt đầu. Đã nói là tôi không có làm vậy mà. À, cái tên này thật là ờ à, uh, cha cung à tất cả đều tốt nhưng quay lại thêm lần nữa đi nhưng mà rốt cuộc cảnh này anh muốn quay cái gì mà bắt tôi quay lại hoài vậy diễn viên là cái máy chắc anh nói quay lại có cảm xúc liền hay sao <laughs> uh, thật sự xin lỗi em quay thêm một lần thôi tôi hmm? <laughs> <Tui> biết rồi <laughs> rồi Phải chạy vào công hợp đây công hợp tới rồi đây <laughs> Đây. <laughs> dạ ông chủ, ừ. cái này là phiếu ưu đãi của tiệm, nếu gom được 10 phiếu sẽ được tặng một hộp đồ. Ừ. Nếu ngon thì gọi lại cho tôi à, nha. Dạ. À, cảm ơn mọi người. Dạ chị ơi, phiếu ưu đãi của tiệm. Chị gom được gần 10 phiếu rồi ha. À, dạ. Nếu ngon thì gọi lại cho tôi nha chị. À. Cảm ơn anh nhiều nha. Anh lái xe cẩn thận. Đủ rồi. Từ giờ đừng tìm tôi nữa.

Bà chơi nam đông ơi ờ. Ôi trời đất ơi Trời ơi Con phải đi cho đàng hoàng chứ Lỡ làm gãy Vậy cái mũi này rồi làm sao Chảy đi, máu đi, rồi kìa à... Không có, không có Bà nói dối với con thôi, không sao, không sao Nè, đứng lên, đứng lên Trời ơi, không sao, đi thôi cái <laughs> <Ở> Nè <bên cười> <laughs> <thôi>. <laughs> 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 mình cho cậu buộc nha thằng bé này cũng nhát gan y như là ba của nó vậy à... <laughs> bà hỏi con cái này kiểu tóc này là sao đây hả dạ tóc bắp cải đó bà cô có nói với mông sân đừng có đụng vô tóc thằng bé nữa chưa vậy <laughs> hồi sáng con bé ưng hi cũng giật hết cả mình luôn <laughs> tôi thấy vậy dễ thương mà dễ thương cái gì phá hết vẻ đẹp trai của nó rồi Bà nói với con, nếu thấy gì đụng tới tóc của mình là phải chạy tới chỗ của mẹ mà. Vì làm cái này lúc mẹ con đang tắm á. Ôi trời ơi, thiệt tình, thiệt tình. <laughs> vũ à, tìm cậu kia. À, em biết rồi. Hai người dạ. đi trước đi. vậy tôi, tôi đi, đi trước. trước nha. Mọi người vất giả rồi. Rốt cuộc, ông muốn nói cái gì vậy? Còn anh theo phe của ai đây? Theo em hay là ba? Anh theo phe của hai người. gần à, anh muốn làm tiếp ở phòng quảng cáo. Ơi <laughs> ờ, thiệt tình. Ba sắp cho bắt đầu dự án mới rồi. Dự án mới là sao? Không phải con vô đây. Vì đây là công ty của ba đâu. Con muốn làm phim cho nên mới tới đài truyền hình. Và dạ, từ hôm nay Con bắt đầu làm chính thức rồi Làm phim có gì hay mà con thích dữ vậy Đúng rồi ba Ba còn không biết Tại sao con lại muốn đi làm phim tới như vậy mà Lý gần Vu à Con xin lỗi Bây giờ con đói bụng lắm rồi Con xin phép đi trước đi Nè Lý Gân Vu, Chủ tịch à Chủ tịch chờ cậu ấy ít lâu đi Gần Vu chỉ mới bắt đầu làm đạo diễn thôi mà Làm sao cậu ấy bỏ liền được Tôi tưởng nó nhập ngũ về phải khác đi chưa nhưng mà chủ tịch biết lý do cô ấy làm phim mà, sao hồi nãy chủ tịch không nói? Bỏ đi. Chủ tịch cũng đừng buồn quá. Trong lòng quên Vu thật ra quan tâm chủ tịch nhiều lắm đó. Thật vậy à? Tôi không cần nó quan tâm, nói nó nghe lời tôi là đủ rồi. Dạ. Chủ tịch đi cẩn thận. Con gái không về hả con? Ba hả? cha quần với chẳng áo trong mắt ba của con đồ của nam hay nữ gì cũng không phân biệt nổi à dạo này đồ cho cả nam và nữ đang là mốt đó ba à bản thân nhãn hiệu của tụi con á bình thường đi theo hình ảnh năng động với tự do mà nhưng mà mùa sau á thì à, tụi con tính tập trung vào sự cao cấp sang trọng nhiều hơn vậy à ba kỳ vọng đó <cười> <cười> à, nhưng mà hôm nay anh được quay phim cho đội b rồi hả sao không nói gì hết vậy anh con nó từ chối về quản lý trụ sở chính của ba kìa hay lần sau á ba kêu nó làm chủ tịch ha ba ạ à. con cũng giúp ba đi ba có nói sao anh con nó cũng không chịu nghe lời không biết nó nghĩ tới người mẹ đã mất của mình tới khi nào đây nữa à, chào cô à. hà vui ơi mẹ ơi ừ. vui dạ đi lại đẹp cho anh nữa rồi nè <laughs> con chào cô Mì xúc cũng ở đây hả uh -huh. chỉ có chuyện gì vui <laughs> hả con định để cho Hayun ở diện một cô cho tới khi nào, không để cho nó đi học đàng hoàng sao? Dạ, con sẽ để ý hơn mà cô. Lúc nào cũng chỉ biết nói dạ dạ. Nè, phí nhập học của nhà trẻ, cô đã đăng ký cho Hayun rồi. Ừ, cô ơi, M mẹ à, cái đó... Đúng rồi, con biết khó vô đó lắm, có đúng như vậy không? Nếu con nó thông minh khác thường thì mẹ phải nghĩ tới việc để thúc đẩy cho con mình học đàng hoàng chứ. Đừng có nghĩ tới việc để nó lớn lên giống như mình. Cô làm như vậy là do thương Ha Jun. Thằng bé làm gì cô cũng thích hết. Wow, mẹ đúng là quá đáng thiệt nha. Lúc đó còn nhờ mẹ gửi Yuri vô nhà trẻ tiếng Anh thì mẹ không nghe. Ừ, con xin nhận tấm lòng của cô. Nhưng việc học của Ha Jun cô để con tự lo được rồi. Nghe lời cô đi. Đừng nghe Mi Xúc nói nhảm hay vô nơi sao em khóc vậy? Công chúa bạch tuyết và chàng hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau. cái này buồn sao? Cuối cùng công chúa bạch tuyết cũng phải chia tay với bảy chú lùn còn gì? Công chúa gặp được hoàng tử nên chia tay là đúng rồi. chắc là bảy chú lùn mỗi ngày đều sẽ khóc vì nhớ công chúa bạch tuyết quá. lỡ không chúa bạch rất hạnh phúc quá mà quên đi bảy chú lùn thì làm sao đây? Ôi trời nhìn đó kìa. Hà Dương diễn tốt thiệt đó nha Chị à Chị cho nó đóng phim đi Em nói cái gì vậy Lại nói chuyện nhảm nhí nữa rồi Ăn xong thì đi đi đừng có nói nhảm nữa Mẹ lại sao nữa vậy Mẹ à dạo này diễn viên nhí là dễ số đó nha Chỉ cần nuôi một lần thôi là nuôi được ba đời luôn đó Chị à Em chịu trách nhiệm ủng hộ thằng bé Nếu gửi tới trường của em Thì em Hà Dương không có diễn được đâu Chị muốn nó lớn lên thật bình thường thôi Chị phải tìm coi nó có tài năng con hay không. Còn im đi. À, lấy cái này làm học phí trường con đi. Cảm ơn mẹ nha. Nè, ừ, à, cái con nhỏ là, này. Về nhanh con. À, à, à. Sao con lại để cho nó lấy tiền đi như vậy hả? Ơi à, à. trời ơi. bao kêu bút. Một, hai, ba. Ơi, ừ, mẹ thắng rồi. trở <laughs> <laughs> lại nha. Một, hai, ba. Một, hai, ba. <laughs> mẹ thắng rồi nè. Mẹ thắng rồi nha con. Mẹ ơi con lạnh quá. Ủa lạnh hả? Ờ à, rồi. <laughs> Nếu con nó thông minh khác thường thì mẹ phải nghĩ tới việc để thúc đẩy cho con mình học hành đi chứ. Đừng có nghĩ tới việc để nó lớn lên giống mình. Giống như mình sao? Mình khiến Ha Jun lớn lên giống mình sao? <laughs> Về <Vậy> thôi. <laughs> tắm xong rồi ừ. sao? Đây. Ê trời. Ai, lại đọc kịch bản nữa hả? Bộ con không mệt hay sao? Ai trời, bây giờ con nên ngừng đóng phim mà lấy chồng rồi sống thoải mái đi không phải tốt hơn sao? Sao vậy? Mẹ thấy con mệt rồi già đi, cho nên mới lo cho con thôi. Sao mà đơn giản được chứ? Chắc là mẹ tìm được ông giàu có nào đó làm đầy thẻ của mẹ rồi chứ gì. <laughs> <laughs> con nhỏ này thiệt là Mới nghe tới tên thôi con Cũng không biết công ty điện Đề hành ở đâu nữa Nhưng mà tài sản của họ nhiều lắm Từ hồi còn nhỏ Ông ấy mê mệt con rồi Mẹ coi hình thấy Ông ấy là người mạnh mẽ lắm luôn đó Con coi không Mẹ <laughs> Sao Nói cái này mắc cười thiệt đó Con muốn nói cái gì mẹ sợ mấy chuyện mắc cười của con lắm đó nha hồi còn nhỏ ừ. con làm diễn viên nhí vì thích được người ta khen đẹp lúc con đóng chính á thì con lại vừa thấy phiền vừa thấy mệt nhưng mà từ khi con đóng vai phụ với vai phản diện thì thấy thích dữ lắm luôn nè cha cung à con muốn được sống như một diễn viên mẹ đừng nói chuyện kết hôn nữa được không vậy cái, cái con nhỏ này con mới vừa nói con về rồi nè Chị ơi, chị ơi Nghe nói đạo diễn đội B hôm nay làm tốt lắm đó Thật hả? Ừ Li Gun -woo, hả ta? Nói chung là cậu ta chỉ đạo trường quay suôn sẻ lắm Nhân viên trong đoàn ai cũng khen khả năng của cậu ta hết ừ, Trời, nghe là biết của đạo diễn giỏi mới xuất hiện rồi Cậu ta mấy tuổi rồi? Hả? Có kết hôn chưa? Gia đình ra sao? Mẹ à? Cái gì đây? Mẹ gì muốn tìm nhà chồng tốt cho con Chứ có phải vì mẹ đâu Ôi, Còn gì nữa? Em có nghe được chuyện gì khác không? Em không biết về đời tư của cậu ấy. Em thấy chị nên quay thử với đội B đi. Nếu chị quay được với đạo diễn giỏi, á, thì diễn xuất của chị sẽ như cá gặp nước. Khi nhảy vô nước rồi, thì cứ vậy mà bơi tiếp thôi. <laughs> Tôi nghĩ nên chuyển cả đội cũng được nghĩ được rồi. Đó? Đó? À, 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 chào anh chào diễn. Thằng nhóc gần Wu có tài ghê á. <cười> <cười> Người mới mà quay được tốt quá trời luôn. Không cần cắt gì hết À, quá sức hoàn hảo <laughs> Vậy hả? Nghe nói cô ấy chỉ đạo trường quay tốt lắm ừ. Mấy nhân viên à Anh Ủa, ơi, Ủa, dạ chào anh Anh làm xong rồi hả? Bây giờ mới bắt đầu đây nè Cậu không về nhà hả? À, còn cái đống việc chưa xong sao em về được À anh à ừ. Cảnh này em thấy sao? Được không? Vậy thì giữ cảnh tiếp theo cái này Đây Cái này ha Chờ em chút nha Ừ phu nhân bắt bốc e. Dạ mẹ. Sao con thích đêm làm việc nhiều quá vậy chứ? Mẹ đem đồ cho con thay nè, xuống lấy đi. Bà Trân Anh Đông ơi! Ôi trời ơi! Hai Duân đó hả? Dạ con chào cô. Con tới đây làm gì vậy? Dì Môn Sơn nói là dì mở tiệm làm tóc. Nó nói cái gì vậy? À, Môn Sơn đăng ký vô làm ở tiệm làm tóc của đài truyền hình. Hôm nay được nghỉ nên con tới chơi đó cô Sẵn dắt Ha tham quan đài truyền hình luôn ừ. Vậy sao con Ha Jun à! à là chú <laughs> Chú ơi <laughs> à. Khỏe không nhóc à, à, Dạ khỏe Dạ chào <laughs> Con đang làm gì đó <laughs> Đào diễn Ly tôi nghe nói hôm qua anh chỉ đạo đội b tiếc quá đi à ước gì tôi cũng được ở đó nhìn anh làm việc không có gì đâu tôi chỉ làm thay thôi mà <laughs> là cháu của đạo diễn hả ô dễ thương quá đi chào con cô tên là kim chakun dạ con chào cô con tên là im ha jun im ha jun hả ôi ừ, Con dễ thương quá đi <laughs> con là con của mẹ cô đừng có đụng vô chỉ được nhìn thôi <laughs> oh, cái gì chứ ơi à, Thôi tôi có hẹn trước rồi tôi đi nha Tạm biệt Chị à, vô trong đi à, Hà Du ơi, thưa bà rồi mình đi con Chào bà chân Nam Đông, con đi trước nha Ngoan lắm, cho vui vẻ nha con Vậy con đi trước nha cô À Mình đi Đi thôi Hà Du à nói chú mua đồ ăn ngon cho con đi Hôn chúng cái coi. <laughs> Hà Núi, cả mũi với chú đi con. <cười> <cười> <cười>